Chúng ta tiếp tục với sách bài tập tiếng Anh lớp 7 Rayon Workbook Unit 1 My World 1F nhé. 1F Reading. Block của Duyên này, chúng ta đọc này. Block của Duyên. How many friends have you got? No, I don't mean the ones on social media. I mean the real friends that you hang out with every day. My best friends are Anne and me. We're in the same volleyball team. They're fun and we do exciting things together. They're also very kind. All three of us are very talkative. So when we get together, we chat for hours. What about you? Duyên fried out a girl. Okay. Nào, bạn có bao nhiêu người bạn? Tôi không có ám chỉ những cái người bạn trên mạng xã hội. Cái này social media là mạng xã hội nhé. Tôi ám chỉ tình bạn thực sự, những người bạn thực sự mà bạn tụ tập hàng ngày. Người bạn thân nhất của tôi đó là An và Nhi. Chúng tôi ở cùng một đội bóng rổ của trường. Bọn họ rất là vui vẻ, hài hước đó, và làm những cái điều thú vị cùng, và chúng tôi làm những điều thú vị cùng nhau. Bọn họ còn rất là tốt bụng nữa. Cả ba chúng tôi rất nói nhiều hay nói chuyện ấy, nói nhiều á. Vì thế khi mà chúng tôi tụ tập với nhau, chúng tôi chat, chít, tán dóc, tán gỗ hàng giờ. Còn bạn thì sao? Duyên cách đây 5 tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta sẽ xuống cái bạn này. Alex. Hi Duyên, my best friend is Harry. He's my next door neighbor and we're in the same class at school. Every day we walk to school together. We do our homework together too. Harry cheerful, so everybody likes him. What I like about him is that he always tells the truth. He never tells lies. We sometimes argue, but we always make up afterwards. That's what makes a good friendship. Real friends can disagree about things, but they always stay friends. Alex, 1 hour ago. 1 hour ago. Rồi chúng ta dịch này. Chào Duyên, bạn thân nhất của tôi là Harry. Cậu ấy ở là hàng xóm gần nhà mình. Neighbor là hàng xóm, next door là bên cạnh nhá. Và chúng tôi học cùng lớp ở trường nữa. Mỗi ngày chúng tôi đi bộ tới trường cùng nhau. Chúng tôi làm bài tập về nhà cùng nhau nữa. Harry rất là vui vẻ, vì thế mọi người đều thích anh ấy. Cậu ấy, cái mà tôi thích về cậu ấy đó là cậu ấy luôn luôn nói sự thật. Trust là sự thật, tell the truth, nói sự thật. Cậu ấy chả bao giờ nói dối, tell lie, nói dối. Các bạn nhớ này, tell the truth, nói thật. Còn tell lie, nói dối. Chúng tôi thỉnh thoảng tranh cãi, argue, tranh cãi. Nhưng chúng tôi luôn luôn làm lành sau đó, giảng hòa đó. Đó là điều mà tạo ra tình bạn thực sự, tình bạn tốt. Tình bạn thực sự, những người bạn thực sự có thể không đồng ý về những cái thứ gì đó, nhưng mà họ luôn luôn giữ tình bạn. Rồi chúng ta sẽ hướng cái bài số 1. Chúng ta sẽ đọc hai cái bài bên trên, chúng ta sẽ nối. Bây giờ Duyên là bạn với An và Nhi. Harry là hàng xóm bên cạnh nhà của Alex. Tình những người bạn thực sự không đồng ý nhưng họ vẫn duy trì tình bạn, stay friend, duy trì tình bạn nhé. Sang bài số 2 đó là gì? Đó là right, wrong or doesn't say. Right là đúng, wrong là sai, doesn't say là không đề cập. Giờ Duyên chỉ có gặp những người bạn thân ở trên mạng xã hội thôi là sai này. Những người bạn của Duyên thích thể thao. Nãy giờ chúng ta đọc và chúng ta thấy bọn họ nằm trong đội bóng rổ của trường là đúng này. Harry và Alex có cùng giáo viên ở trường. Harry và Alex, đúng rồi, học cùng trường thì cùng giáo viên, suy ra là đúng. Alex luôn luôn nói thật với bạn thân nhất. Harry nói thật với bạn chứ không phải là Alex, cho câu này là không có đề cập với tình trạng là Harry, Alex có nói, còn nói thật không thì ta không biết. Rồi sang bài số 3. Nào, Duyên nghĩ rằng những người bạn thực sự A. không sử dụng internet, B. sử dụng mạng xã hội để nói chuyện. Cái này là sai rồi. Gặp nhau mọi lúc. Ok, câu C đúng chứ không phải câu A. Sang câu 2, Alex nói rằng cô ấy thích Harry bởi vì sao? Anh ấy thật thà, honest là thật thà này. Thật thà là không nói dối. Ok, chúng ta khoanh vào câu A. Câu B, anh ấy sống gần nhà cô ấy. Câu C, anh ấy giúp cô ấy làm việc tập ở nhà.
Câu số 3, Alex tin rằng tình những người bạn thực sự A không bao giờ cãi nhau, câu B có thể nói cho nhau những lời nói dối, câu C có thể có những ý kiến khác nhau. Chúng ta chọn câu C nhé. 1C, 2A và 3C.